chào quý vị các bạn. Ngày hôm nay trời Nam Bộ nhiều mây hơn hẳn, nắng gián đoạn, thậm chí một vài nơi tại miền Tây đã có mưa rào nhẹ. Dự báo mưa sẽ gia tăng trong đêm nay và ngày mai khi hoàn lưu áp thấp nhiệt đới tiến gần hơn, kết hợp với nhiễu động gió đông. Mưa xuất hiện ở cả miền Đông lẫn miền Tây, trong đó miền Tây sẽ có mưa to hơn, lượng mưa phổ biến từ 40 cho đến 80 mm, có nơi vượt 100 mm. Đề phòng nguy cơ kèm theo dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Có mưa nên sẽ duy trì tiết trời se lạnh về đêm đến sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các nơi khác dao động từ 21 cho đến 23 độ. Còn ban ngày trời dịu mát, nhiệt độ từ 27 cho đến 31 độ. Trên biển quanh huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông, lốc xoáy. Riêng phía Tây có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Huyện đảo Hoàng Sa ít mưa nhưng vẫn cần chú ý gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh.